Xin chào tất cả mọi người, lại đang đây. Tiếp tục có series về TikTok và TikTok Shop á, thì cái nội dung video ngày hôm nay đang chia sẻ một cái chủ đề mà có rất là nhiều các anh chị quan tâm, tức là cái sự khác nhau khi chúng ta chạy quảng cáo TikTok ở trên điện thoại và trên máy tính nó khác nhau như thế nào, và đặc biệt là chạy cái nào thì nó tối ưu hơn và ưu nhược điểm của từng cái như thế nào, thì đang sẽ phân tích cho mọi người cụ thể cho cái video này luôn. Nếu mọi người thấy cái video này hay, có thể cho một like và đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích của đang chia sẻ về TikTok và TikTok Shop nhé. Còn bây giờ chúng ta vào nội dung video thôi. Đang sẽ phân tích cho các bạn là cái việc chạy ad trên điện thoại và chạy ad trên máy tính nó khác biệt như thế nào, để cho chúng ta có thể phân tích được chúng ta chọn cái nào nó chạy cho phù hợp. Ok, cái sự khác biệt của cái việc chạy ad trên điện thoại hoặc chạy ad trên máy tính là như thế nào. Ok, thì đây là một trong những cái giao diện mà chạy ad trên điện thoại. Thì điện thoại thì nó chỉ thống kê như vậy thôi. Mọi người chạy xong nó thống kê như vậy. Chèn số tiền để chi tiêu bao nhiêu, lượt xem video là bao nhiêu, số lượt nhấn vào link sản phẩm là bao nhiêu. Ok, thanh toán được khởi tạo. Thanh toán được khởi tạo là cái gì mọi người? Thanh toán được khởi tạo là cái số lượng mà người ta kích vào giỏ hàng á. Ok, chứ không phải là đơn hàng nha. Thanh toán được khởi tạo là số lượng người ta kích vào giỏ hàng, chứ không phải là đơn hàng nha mọi người. Rồi, giá trị tiềm năng á, là nó ước lượng thôi. Lấy giá của sản phẩm và nhân cái số này. Giao dịch mua sản phẩm thì đây mới là chính là đơn hàng, 4 đơn hàng. Còn trên đây mới chỉ là bỏ vô hàng thôi, không phải là đơn hàng nha. Thì trên điện thoại nó chỉ thống kê cho mọi người một cách đơn giản kia như vậy thôi. Rồi. Ok, thì cái đầu tiên nó sẽ phân tích cho mọi người là chạy quảng cáo trên điện thoại. Chạy quảng cáo trên điện thoại á, là cái ưu điểm á, là nó rất là dễ dùng luôn, rất là dễ chạy. Ok, đơn giản nè, ai cũng chạy được. Và các bạn có thể chạy setup, các bạn chạy 23.000 thôi là các bạn có thể chạy được một ngày rồi. Ok, đó là cái ưu điểm của việc chạy điện thoại. Và chạy trên máy, chạy điện thoại có nhược điểm gì? Là nó khó theo dõi được các thông số, nó chung chung mà nó chưa có chuẩn xác. Ok, và cái tiếp theo là nó khó ở chỗ là khó mở rộng cam, khó mở rộng chiến dịch và khó test. Ok, và nó không có nhân bản được và nó không có tích lũy được tiệp khách hàng của mọi người khi mọi người chạy. Chẳng hạn như là chạy trên điện thoại mọi người setup một lần thôi là mọi người chạy mà là mọi người không có chỉnh, hay là mọi người không có làm được với nó, hay là mọi người không có nhân bản nhóm, hay là mọi người không có tận dụng được bất cứ gì trong đó, mọi người cứ bấm chạy thôi và chạy xong là xong. Vậy thôi. Ok, thì đó là cái phần nhược điểm khi mọi người chạy trên điện thoại. Và ưu điểm này nó đơn giản thì ai cũng chạy được hết. Đây là một cái giao diện mà chạy điện thoại trên máy tính này. Thì trên máy tính thì mọi người có thể chỉnh, mọi người có xem được, mọi người có thể xem được những cái thông số này kia, chỉ số này kia, tổng số tiền chạy, hàng số lượt click này kia, CPM này kia, số lượt hiển thị này kia, hay là số người xem video của bạn bao nhiêu phần trăm này kia, thì bạn có thể xem được chi tiết được luôn. Hoặc là số người kích vào bao nhiêu, hoặc là tỷ lệ chuyển đổi bao nhiêu, thì mọi người có thể xem được rất là cụ thể. Ok, là kiểu như vậy. Ok, và chạy ad trên máy tính á, thì nó có ưu điểm á, là nó sẽ target chuẩn xác hơn rất là nhiều và rõ ràng các chỉ số cho mọi người nè. Mọi người có thể là nhân bản cam, mọi người có thể test cam, mọi người có thể tối ưu, mọi người có thể scale cam và tích lũy được những cái tệp và xem được những thông số rất cụ thể, và có thể sửa cam này kia, sửa chiến dịch này kia tùy theo ý của mọi người. Rồi, nhược điểm. Nhược điểm cái này á, thì chúng ta phải chạy ngân sách tùy theo cái tài khoản thôi. Tài khoản cá nhân thì mọi người có thể chạy 200.000, 500.000 này kia. Ok, và nó cắn tiền thì nó cắn tiền cũng rất là nhanh. Ok, và mọi người phải thao tác trên máy tính nè. Ok, phải có máy tính thì mới chạy nó mới ngon. Ok, và nó thao tác sẽ phức tạp hơn đi trên điện thoại, và phải có những cái kiến thức, những chiến lược chạy và những trải nghiệm chạy, chứ không thì mọi người sẽ bị lỗ. Và đa số bây giờ thì những cái anh chị mà hay những cái bạn mà mới chạy quảng cáo đa số sẽ lỗ là nhiều. Và chạy trên, nói chung là chạy trên máy tính thì nói chung là các bạn phải có cái nguồn lực về tài chính á. Hay là chúng ta có chiến lược chạy rõ ràng, chứ không phải chúng ta hứng lên ta chạy. Ok, nên tức là phải đầu tư từ sản phẩm, đầu tư từ video, rồi chiến lược lên chạy như nào thì mới có hiệu quả trong cách lâu dài được, chứ không phải mà hứng lên lấy một cái video bất ơn nào đó xong rồi bỏ lên chạy thế nào cũng chắc chắn cũng lỗ. Ok, thì đó là một vài cái một vài cái điều chia sẻ cho mọi người về cái việc là tài khoản cá nhân và tài khoản trên điện thoại như vậy á, thì cho mọi người nắm nha. Đó là toàn bộ những cái nội dung video ngày hôm nay. Và đang có một nhóm Zalo là Home TikTok Shop á, chuyên chia sẻ và cập nhật mới nhất những thông tin về TikTok và TikTok Shop. Lâu lâu đang còn làm những cái Zoom để chia sẻ cho mọi người và cập nhật cho mọi người á. Ai muốn vào á, thì mọi người có thể vào nha. Link của nhóm Zalo thì đang sẽ để ở cái phần comment đầu tiên của video này. Nếu mọi người thấy video này hay á, có thể cho đăng một like và một đăng ký kênh để theo dõi nhiều cái video mới nhất của đăng về TikTok và TikTok Shop nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.